Sau trận lũ quét, thôn làng chỉ còn lại cảnh tượng tan hoang. 35 ngôi nhà với hơn 128 người dân đã bị san phẳng. Theo thông tin ban đầu, lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn làng Ngủ thuộc xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vào sáng ngày 10 tháng 9 năm 2024. Theo thống kê, lũ quét đã vùi lấp toàn bộ thôn làng Ngủ, nơi 35 hộ dân, 128 khẩu cư trú. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tổ chức ứng cứu. Đến 18 giờ cùng ngày, các lực lượng xác định có trên 30 người bị thương và sống sót, tìm thấy 15 thi thể, các nạn nhân còn lại vẫn đang mất tích. Theo người dân địa phương, khu vực này chưa bao giờ xảy ra thiên tai, nên khi lũ quét xảy ra, tất cả đều hoàn toàn bất ngờ. Ông Hoàng Văn Điệp, trưởng thôn làng Nủ cho biết, vụ việc xảy ra vào 6 giờ sáng cùng ngày. Người dân nhìn thấy đám bùn đất to ở trên cao 100 mét sạt trên núi xuống. Sau tiếng kêu lớn, bùn đất đổ ụp xuống khu vực người dân đang sinh sống. Tất cả các ngôi nhà đều bị đẩy bay. Thôn làng Nủ nằm cách trung tâm, giao thông bị chia cắt, hoàn toàn mất thông tin liên lạc, nên việc cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, huyện Bảo Yên đang tranh thủ thời gian, gấp rút huy động lực lượng tiếp cận hiện trường, tìm kiếm người mất tích. Cùng ngày, tại Lào Cai cũng xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực nhà máy thủy điện Đông Nam Á, Nậm Lúc, tại xã Bản Cái, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, khiến một người bị thương, nghi 5 người mất tích. Nguyên nhân vụ việc được xác định do mưa lớn nhiều ngày nên lượng lớn đất đá tràn xuống nhà điều hành của nhà máy thủy điện gây sập. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động 60 người là lực lượng bộ đội, công an huyện cùng dân quân các xã đến hiện trường để tập trung cứu hộ, cứu nạn. Chiều cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đã điều động một xuồng hơi để vận chuyển người bị nạn và một máy điện thoại vệ tinh để duy trì liên lạc. Tính đến 14 giờ ngày 10 tháng 9, tỉnh Lào Cai đã ghi nhận 23 người chết, 21 người bị thương và nhiều người mất tích do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Mưa lũ cũng khiến hơn 4.600 nhà bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi. Đặc biệt trên địa bàn tỉnh có 46 xã, 85 thôn đang bị cô lập do đường giao thông bị ngập nước, sạt lở đường. Tại huyện Simacai, do tuyến đường đi từ Bắc Hà đến Simacai bị sạt lở nhiều tuyến giao thông, đường từ các huyện đến các xã cũng bị sạt lở, khiến nhiều xã bị cô lập. Ở trong dòng nước lũ, thật khó để nhìn thấy một chiến sĩ đang bị kéo theo dòng nước chảy xiết. Trong giây phút sinh tử, với sự giúp đỡ từ đồng đội, chiến sĩ đã được giải cứu thành công. Đoạn clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự chú ý của người dân. Hình ảnh người chiến sĩ quân đội nhân dân nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trong lũ lụt nguy hiểm khiến người dân không khỏi xúc động. Theo thông tin ban đầu, những ngày qua, nước sông Hồng dâng cao lên mức báo động. Nhiều đoạn qua địa phận thành phố Lào Cai, liên tục xuất hiện các tàu lạ trôi dạt tự do, rất dễ đâm vào cầu, đe dọa đến sự an toàn của giao thông đường thủy. Sáng sớm 10 tháng 9 năm 2024, các chiến sĩ từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã ứng trực tại cầu Cốc Liếu tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai để kịp thời lai dắt các phương tiện trôi trên sông vào bờ để tránh nguy cơ va vào các dầm cầu và trụ cầu qua sông Hồng. Trong quá trình nỗ lực ngăn không cho một xà lan đang trôi tự do đâm vào cầu Cốc Liếu, một chiến sĩ bộ đội đã bất ngờ bị cuốn theo dây thừng ghim xà lan, sau đó cuốn trôi theo dòng nước lũ. Ngay lập tức, đồng đội đã kịp thời cứu được anh. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, mưa lũ những ngày qua đã làm hơn 1.200 ngôi nhà tại tỉnh này bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn. 129 xã bị mất điện, trong đó các huyện Simacai, Mường Khương, Bắc Hà mất điện hoàn toàn. Suốt đêm 9 tháng 9, các lực lượng công an, quân đội cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn tại các địa phương liên tục huy động phương tiện khẩn trương rà soát, tìm kiếm người dân còn mắc kẹt trong các căn nhà bị ngập, đưa đến nơi an toàn, đồng thời chủ động bố trí, cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ bị ngập úng, cô lập. Chị ơi, đỡ em này. Cầm điện thoại đi, em đỡ em. Ông sang này ngồi. Ông sang bên này đi, sang bên đấy đi, sang bên đấy để em đỡ. Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên những ngày qua không còn sự náo nhiệt mà khắp nơi là nước lũ và sự chật vật của người dân.
Do ảnh hưởng của bão số 3, từ ngày 6 tháng 9 năm 2024, tỉnh Thái Nguyên có mưa to đến rất to kèm dông lốc. Mưa lớn từ thượng nguồn sông Cầu tại tỉnh Bắc Cạn kết hợp với mưa lớn ở tỉnh Thái Nguyên khiến mực nước sông Cầu dâng cao, gây ngập lụt tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tối ngày 8 tháng 9, nước sông Cầu dâng cao, người dân thành phố Thái Nguyên hối hả sơ tán tránh lũ, trong khi đó các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ thì căng mình gia cố các điểm đê sung yếu. Đến 13 giờ chiều ngày 9 tháng 9, mực nước lũ trên sông Cầu là 2,85m, cao hơn 1,5m so với báo động 3, cao hơn 0,36m so với trận lũ lịch sử ngày 2 tháng 7 năm 1959. Trong đêm ngày 9 tháng 9, Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động hơn 4.000 lượt cán bộ chiến sĩ và hơn 1.000 phương tiện tuần tra cứu hộ chở quân, 100 xuồng máy, xuồng cao su và hơn 500 áo phao cứu sinh cùng thuốc men để sơ tán di rời được 2.364 hộ với khoảng hơn 10.000 người, trong đó có nhiều người già, trẻ em đến nơi an toàn. Mưa lũ cũng đã khiến nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập, hơn 200 nhà dân bị tốc mái, 44 điểm trường bị ngập, 31 điểm bị sạt lở, hơn 3.000 hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại và hơn 5.000 hộ dân phải di rời. Dù chưa ghi nhận thiệt hại về người, tuy nhiên thiệt hại tài sản ước tính đã hàng trăm tỷ đồng. Lớn nhất từ trước đến bây giờ, đấy, ta ở đây từ năm 70 đến bây giờ, hồi ngày xưa là 71 đã lụt rồi đấy. Bây giờ ấy nó ngập băng hết, ngập cả lên những góc phủ của mình. Không nghĩ ra cho nên cứ kê như thế. Nhưng đến lúc dần dần nó cứ lớn dần lên, không hết được. Mỗi năm nay sao lại to như thế. Đến chiều ngày 10 tháng 9, nước lũ trên sông Cầu tiếp tục rút bớt nhưng thành phố Thái Nguyên lại gặp mưa lớn kéo dài. Trong cơn mưa, công tác cứu nạn, cứu hộ và giúp đỡ người dân nhiều phường tiếp tục được lực lượng chức năng triển khai. Giữa cảnh người dân ai nấy tất tả chạy lũ, ông Lê Duy Viễn, 59 tuổi, là bảo vệ tại phường Quán Triều nhưng nhà tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Tuy vẫn túc trực ở đường Dương Tự Minh để cảnh báo người dân không đi vào vùng ngập sâu nhưng trong lòng thì như lửa đốt vì không liên lạc được với con gái. Không đi nổi vì là không có điều kiện mà đi. Vâng. Đi bơi nước cứ ngập đầu người. Dạ dạ. Toàn đi phục vụ trên này thôi. Mình thì phục vụ dân được nhưng mà mình không phục vụ con mình được. Vâng. Thế là cũng sốt ruột. Sốt ruột. Trong cơn mưa chiều ngày 10 tháng 9, khi nước lũ vẫn chưa rút hết, những chiếc xuồng chở nhu yếu phẩm của các đoàn từ thiện đã xuất hiện. Lực lượng chức năng cùng người dân hỗ trợ nhau cấp phát nhu yếu phẩm để đảm bảo không ai bị bỏ lại trong cơn lũ. Ngoài những thùng mì tôm, sữa hộp, các đoàn từ thiện còn mang nhiều áo phao cho bà con tại đây. Để kịp thời ứng phó với mưa lũ, tỉnh Thái Nguyên đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng xung kích tại địa phương cùng phương tiện, thiết bị, vật tư cần thiết để gia cố đê sông Cầu tại 5 vị trí khu vực thành phố Thái Nguyên với tổng chiều dài khoảng 170m, đồng thời bố trí lực lượng túc trực tuần tra cảnh giác. Cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng dân sự, công an, quân đội cùng với sự hỗ trợ của quân khu 1, sư đoàn 312, quân đoàn 12 và các đơn vị đóng trên địa bàn tham gia ứng phó, khắc phục thiên tai trên địa bàn toàn tỉnh.